những bé thú cưng nhà bạn có hay bị bệnh về da như là viêm da, ghẻ, xà mâu hay không. Nếu có, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm để điều trị cho các bé, đó là Antiderm. Thì Antiderm này nó chứa một cái thành phần chính, đó là benzoin peroxide. Thì với benzoin peroxide này nó sẽ giúp cho các bạn trong cái việc điều trị mà bệnh da có mủ do vi khuẩn như là viêm da mủ nông và mủ sâu, ghẻ, xà mâu. Ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm nó cũng giúp cho các bé hạn chế cái việc bị ngứa và giúp cho cái vết thương nó mau lành hơn. Một cái tác dụng nữa của Antiderm đó là nó sẽ giúp mở nang lông để phòng ngừa tắc cái nang lông, gây nên cái hiện tượng là bị sừng hóa da. Và cũng nhờ cái việc mà mở nang lông này thì nó sẽ giúp đẩy những cái mầm bệnh như là vi khuẩn hoặc là Demodex, thì từ đó giúp cho cái việc chúng ta sử dụng thuốc để tiêu diệt những cái mầm bệnh đó được hiệu quả hơn.